Rồi, hello anh em, xin chào hết anh em nha. Hôm nay mình sẽ review giới thiệu cho anh em một con xe đúng hàng nhập từ Mỹ. Anh này là Vento 150. Để mình tới mình review cho anh em xem con xe này thì có gì đặc biệt không. Để anh em nào cần mua thì anh em cứ việc liên lạc nha. Đây, em sẽ tiến gần lại và em giới thiệu cho anh em, review cho anh em xem con xe. Rồi, mỗi anh em xem video thì nhớ ủng hộ một like nha anh em. Này, mình sẽ tiến gần lại và giới thiệu cho anh em. Thì có gì đặc biệt không nha? Con này thì hiện tại đang ở cửa hàng Tuấn Mô Tô, địa chỉ là 262 đường Phan Anh nha, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh thì sắp mưa nên cũng cố gắng quay cái video nhanh gọn lẹ để mình giới thiệu cho anh em. Rồi, hello, xin chào. Được gặp lại với anh em trong một siêu phẩm con Vento 150. Con này thì mới vừa về từ cửa hàng luôn. Và lời đầu tiên thì Tuấn cũng Mô Tô cũng gửi lời chào đến tất cả toàn thể anh em đã xem video và ủng hộ xe bên cửa hàng Tuấn Mô Tô nha. Lời đầu tiên thì cuối năm thì bên Tuấn Mô Tô cũng gửi lời chào đến tất cả toàn thể anh em. Và hôm nay thì được gặp gỡ với anh em một con xe Vento 150. Con này thì dòng xe này là Vento này là 150 là đúng hàng nhập từ Mỹ nha anh em. Xe này còn khá là ok luôn. Rất là đẹp nha. Anh em nào mua thì anh em liên lạc cho em. Số điện thoại, địa chỉ em có ghim trên màn hình luôn. À, số điện thoại trên thì có em. Anh em nào có cần mua thì anh em nhanh tay liên lạc cho em. Con này là Vento 150. Con này thì khá là ok, hai bô nhưng mà nó chỉ có một máy nha. Đó, con này thì anh em nào thích những dòng xe ngầu mà chất lượng thì anh em nên mua mấy con này. Vì mấy con này anh em sử dụng nó khá là bền luôn anh em, cực kỳ bền và rất là săn nữa. Đó, anh em nên nhớ nha. Đó, mấy con này với Rebel, dán con này với dán con Rebel thì dán con này nó đẹp hơn Rebel rất là nhiều anh em. Đó, Rebel thì anh em sử dụng nó không bền bằng mấy cái này đâu. Chạy nó không có chất lượng giống như mấy dòng này đâu. Mấy dòng này thì anh em chạy nó rất là mạnh. Đó, rất là ok mà kỹ dán nó rất là hầm hố anh em để ý ha. Anh em nhìn kỹ nè, anh em nhìn chiếc xe nó rất là hầm hố và rất là đẹp luôn. Đó, anh em thấy không? Còn cái mẫu Rebel thì nó trong mẫu Rebel thì nó trong huyền thoại cũng đẹp. Nhưng mà có cái là Rebel thì nó không có bền bạc mấy cái dòng này nó rất là bền luôn. Đó, theo em được biết con xe này thì vỏ trước, vỏ sau, vỏ không rụt. Nhông sinh đĩa còn khá là ok. Bánh mâm nhìn rất là ngầu, rất là cứng nha. Đặc biệt con xe này là nguyên zin nha anh em, chưa có đụng chạm hay là sửa chữa bất kỳ một cái gì nha. Xe này là xe zin 100% nha. Đó, anh em để ý nha. Giờ anh em đi tìm những con Vento mà những con xe zin như vậy anh em giờ tìm rất là khó tìm. Rất là khó nghe anh em, rất là khó đi tìm những chiếc xe ring giống vậy luôn. Đó, xe này là hai bô, nhìn đồ đạc trên xe anh em nhìn ha, từ đầu tới đuôi con xe này khá là ok luôn, là đẹp. Giá hiện tại con này bị cửa hàng bán ra với giá là 37 triệu. Giá 37 triệu là giá, nó là giá đã tính tiền ship cho anh em mình luôn rồi nha. Còn nếu như anh em nào mà tới địa chỉ cửa hàng mua thì bên cửa hàng sẽ fix giá xuống cho anh em để anh em có xe anh em sử dụng nha. Anh em mình để ý nha.
Rồi, ok anh em. Anh em mà để ý nha, con xe này là Vento 150, con xe này đời 2008. Xe là còn khá là ok luôn, rin từ đầu tới đuôi. Hiện tại là chưa có thay thế hay là sửa chữa gì trong máy nha. Máy của nó là máy nguyên rin nha anh em, máy của nó là máy nguyên rin, rất là ok luôn. Mấy con này anh em đề máy nó nổi tiếng rất là ẩm và rất là lực, rất là mạnh nha anh em, để đây. Anh em nghe tiếng máy không? Nó nổ nè. Đó, máy cực kỳ êm luôn, máy không có một cái tiếng gì luôn anh em. Garanti nổ cũng khá là nhuyễn luôn anh em mình để ý nha. Đó, anh em nghe tiếng máy nổ không? Đó, này, anh em nghe nè. Đó, anh em thấy không? Nổ tiếng rất là ok luôn. Đó, nên anh em nào cần mua những con xe mà để đi chơi, đi phượt đồ á, muốn cho nó ngầu chắc chắn thì anh em nên mua những con xe này. Giá hiện tại bên cửa hàng đang bán ra với giá là 37 triệu bao ship cho anh em mình luôn. Đó, ba cái đèn xi nhan đồ nè, cộng đèn xi nhan đồ là rin theo xe hết nha anh em. Con này thì đằng trước có gắn cho mình một cái đèn led rồi, cực kỳ sáng luôn. Có cây gắn cờ luôn, cản chống đổ nè, ba ga giữa nè, ba ga đèn sau nè, vẫn còn nguyên rin. Đó, anh em xem video thì anh em nhớ ủng hộ cho cửa hàng Tuấn Mô Tô một like và một lượt chia sẻ video nha. Rồi sau đây em sẽ chạy thử con xe này cho anh em mình xem. Đó, anh em mình tham khảo thử có vừa có hợp với dáng mình không nha. Con xe quá là ngầu luôn. Rồi, ok anh em, không để anh em chờ đợi lâu ha. Em sẽ chạy thử con xe này cho anh em mình xem. Tư thế ngồi ha, tư thế ngồi, tư thế chạy nó hợp với mình hay không. Nói chung con xe này quá là ngầu luôn. Em thấy là rất là ngầu. Nếu như anh em nào mua rebel thì anh em nên chọn những con xe này anh em. Đây nè, tư thế này. Nhìn phía trước này, anh em nhìn rất là ngầu nha. Nguyên bộ đèn nè, đồng hồ rồi nhìn rất là ngầu anh em. Đó, kiến hậu là vẫn còn riêng theo xe luôn. Đó, anh em nhìn ha, anh em này. Tư thế ngồi chạy giống như là anh em chạy nó cực kỳ ok luôn. Em sẽ chạy thử vài vòng cho anh em mình xem nha. Đó, anh em mình tham khảo nha. Anh em nghe tiếng máy không? Anh em vô ga thì anh em chạy thôi nè. Đó, anh em thấy không? Nó cực kỳ ok luôn, thắng nè. Rất là chuẩn anh em. Đó, anh em mình để ý nha. Đây, em sẽ chạy thử cho anh em mình xem vài vòng anh em mình tham khảo. Khuyên anh em nên mua những con xe như vậy anh em đi. Đó, nó cực kỳ bền luôn. Đó. Mà xe này được cái là xe nguyên rin, xe nguyên rin mà dòng xe nhập nữa. Nên nó khá là ok. Đó, anh em mình để ý nha. Em chạy thêm một vòng nữa rồi em sẽ giới thiệu từng chi tiết mình cho anh em mình xem nha. Tư thế ngồi nó rất là hầm hố nha. Em ôm cua nè, đó rất là ok luôn. Đó. Anh em chạy ha, nhìn nó khá là mạnh luôn, thắng nè, rất là ok. Không biết anh nhiều anh em chưa tập chơi, mới tập chơi thì anh em nên mua những con xe này anh em về anh em đây như này. Đó, nhìn nó rất là ngầu. Đó. Này, tư thế ngồi anh em dựng chống đứng này nó cũng rất là dễ luôn anh em. Thì người ta có gắn cho mình hai cái cầm để anh em dựng nè. Nè, rất là nhẹ. Rất là nhẹ nhàng luôn. Đó, anh em nhìn con xe quá là ngầu luôn nha. Rồi, em sẽ tiến gần lại và em giới thiệu sát cho anh em xem con xe này đó như thế nào nha. Đây. Em sẽ tiến gần lại và em giới thiệu cho anh em xem con xe này nó chất lượng như thế nào. Đây, anh em nhìn đấy nha. Thấy không? Quá là ok luôn nha. Đấy, đèn đúc nè anh em nhìn ha. Kiến hậu bi đông nè. Đó, rất là ngầu. Rồi, ok. Và em sẽ giới thiệu sơ một dòng chiếc xe này cho anh em mình tham khảo. Để anh em mình cần mua thì anh em cứ việc liên lạc cho em. Đây, đây là một con Vento 150. Xe là dòng nhập Mỹ. Đó, xe là đời 2008, 2009. Xe được cái là nguyên rin.
Đó, máy móc cực kỳ chuẩn, không có độ, không có chế nha. Đó, xe hiện tại thì có tại cửa hàng Tuấn Mô Tô, địa chỉ là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Đó, số điện thoại 0369 669 659. Đây, anh em mình tham khảo. Anh em nào cũng thấy xe đẹp ha, ưng ý thì anh em cứ việc liên lạc cho em nha. Và anh em nào mà ở xa đó, anh em đừng có ngại, anh em không lên được cửa hàng thì bên cửa hàng Tuấn Mô Tô sẽ ship về cho anh em mình luôn, ship xe về cho anh em mình luôn. Đó, con này thì biển số thành phố ha, xe đầy đủ hết nha, không thiếu một cái móng nào trên xe nha. Đó. Những dòng Vento mà những dòng xe đẹp như vậy giờ rất là hiếm nha, rất là khó tìm nha anh em. 37 triệu anh em nên chưa hưởng con xe như vậy. Đó, anh em đi. Đó, nó cực kỳ bền mà nó rất là ngầu, nó rất là đẹp nữa. Kiểu dáng nó rất là đẹp anh em, mà mấy dòng này anh em đi xa nó cũng rất là ok. Đó, lợi xăng bền, phụ tùng thay thế thì bên cửa hàng Tuấn Mô Tô có bán đầy đủ cho anh em mình luôn để thay thế nha. Đây, đầu tiên thì quay sơ cái phần sắt cho anh em xem, cái phần bi đông nè, kiến hậu, đèn xi nhan nè, cũng giống như là cái bánh trước về phần đĩa. Đó, nó rất là ok anh em. Đây, anh em thấy không, cực kỳ đẹp luôn. Gần Tết rồi đó, anh em nào mà chưa có xe đi chơi, đi phượt, đi về quê đồ đó, thì anh em nhanh tay liên lạc cho em để anh em mình sở hữu con xe. Quay sơ lại một dòng chiếc xe xét cho anh em xem luôn nha. Ba ga đèn, bộ vệ đèn là có đầy đủ luôn anh em, thấy không? Hai bộ nhìn khá là ngầu luôn. Em quay rất là nét, rất là chi tiết cho anh em mình luôn, để anh em mình tham khảo. Nhiều lúc anh em ở xa đó, anh em xem video là anh em có thể chốt giá được luôn, là anh em có thể chốt giá được luôn nha. Đây, cũng gần Tết rồi nên cũng sắp nghỉ Tết rồi đó, nên anh em nào mà có cần mua xe thì anh em nhanh tay liên lạc liền để mình sở hữu con xe. Đây anh em nhìn ha, rất là đỉnh luôn nha. Để chân lớn luôn, bằng để chân lớn anh em đi xa nó rất là khỏe, chẳng chống đổ rồi nè, đó, nguyên ring hết. Bánh mâm luôn, vỏ Canada luôn, vỏ trước vỏ sau là vỏ không rục ha, gai còn rất là tốt nè. Đó, bộ đèn phía trước nè, kèn đồ hai cây luôn, đèn xi nhan đồ nè, đồng hồ nè, đó anh em thấy không, khá là ok. Xe là không có té ngã trầy bể gì hết nha, xe là nguyên rin nha. Ba mươi bảy triệu bao ship toàn quốc cho anh em luôn. Đó. Còn anh em nào mà tới cửa hàng mua được thì bên cửa hàng sẽ phí giá xuống cho anh em. Đó. Nhông sinh đĩa nè, bánh mâm nè,
giỏ nè, ok hết đó, yên rất là liền lạc, rất là đẹp luôn, cẳng dựa nè, tay cầm luôn để anh em dắt xe dựng như chân trống đồ cho nó dễ. Đồng hồ bình xăng nè, đồng hồ km, đồng hồ tô mái nè, cầm kiếng rồi là riêng theo xe hết đó, em thấy không? Anh em nhìn lắp ha, để chân nè, lớn nha. Hộp số con này thì 5 số ha, số 1 anh em dặm phía trước, 2, 3, 4, 5 thì anh em móc lên. Đó, logo của Vento luôn, nằm trên cốp luôn. Đó, anh em nhìn ha, mái nè, cực kỳ đẹp, rất là liền lạc và rất là sạch sẽ nha. Đèn đồ chi là nè, anh em nhìn ha, rất là ngầu luôn. Nhanh tay lên anh em, anh em nào chưa có xe thì nhanh tay liên lạc liền nha, vì cũng sắp nghỉ Tết rồi đó, anh em nào chưa có xe thì cần mua xe thì nhanh tay liên lạc mua liền. Chốt gọi điện, số điện thoại là 0369 669 659 để mình chốt giá nha. Đây con này là Vento 150, dòng xe nhập Mỹ, đời 2008 hay là 9 đó, biển số thành phố, giá của nó là 37 triệu đó. Anh em nào chưa có xe thích mẫu xe này thì nhanh tay liên lạc liền. Xe đẹp leng keng nha. Đó, xe đẹp leng keng nha. Đó, xe ring anh em. Hiện tại là xe này là chưa có qua độ chế gì hết nha, hay là sửa chữa gì hết nha. Đó, xe còn rất là bảnh bao và mới luôn, chạy rất là mạnh nha. Máy rất là êm, lợi xăng. Đó. Địa chỉ cửa hàng là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha. Đó, anh em mình để ý nha. Và đến cửa hàng mua thì bên cửa hàng sẽ phí giá xuống cho anh em. Đó, để anh em mình có xe anh em mình sử dụng nha. Đó, trong lúc làm video có gì sai sót thì mong anh em mình góp ý bỏ qua, và video này em sẽ ngưng. Và mỗi anh em xem xong video thì anh em nhớ ủng hộ cửa hàng Tuấn Mô Tô một like nha, và một lượt chia sẻ. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì anh em chịu khó bấm chữ đăng ký kênh màu đỏ giùm em để mình theo dõi những video sau bên cửa hàng Tuấn Mô Tô đăng lên nha. Đây xe nè, khá là đỉnh luôn và rất là đẹp nha. Đó.